Bà ơi, bà có sao không vậy? Trang. Ê, nãy tôi thấy con ăn nhô á, nó để ý Trang á, ghê lắm mày ơi. Không biết thì Trang có bị gì không nữa. Tội thì Trang quá. Bằng đông, thế này đứng nhức khó nữa rồi. Sắp tới kỳ thi học sinh giỏi toán cấp thành phố, chắc là thầy Bình sẽ chọn bạn đó. Bạn quan tâm tới cái đó nha. Đây là đề bài kỹ năng mềm đó, phải cố vớt điểm anh kiểm chứ. Anh hai, có nhỏ nào nhắn tin á thì anh trả lời nó giùm em nha. Thôi, tôi đi đây. Một lần thôi cũng được, please. Không. Chắc là Nhật Đông á, thể lực của hung thần khỏe lắm, nam thần địch không lại đâu. Phong Mai cố lên. Được rồi, tất cả các bạn nữ hàng này tập trung sang bên này, chạy 5 vòng sân. Mọi người ơi, mọi người ơi, mình sắp vô học rồi cho nên là bây giờ video sẽ kết thúc tại đây. Nếu mọi người thấy hay hãy nhớ nhấn like và subscribe cho mình nhé. Đó, mọi người thấy không? Đó là bạn Đông đó, lớp 12 đó, hung thần của trường Đại Công Nguyên. Bà ơi, bà có sao không vậy? Trang. Ê, nãy tôi thấy con ăn nhô á, nó để ý Trang á, ghê lắm mày ơi. Không biết thì Trang có bị gì không nữa. Tội thì Trang quá. Là về lớp trưởng Định Phong. Thôi tình hình căng thẳng rồi, ra ba đừng tiện. Ê tiểu tiên tì. Gì? Một bãi nước dơ mới hất lên người nhà ngươi rồi. Bây giờ cả thiên hạ đang hợp lực dèm pha lăn trì sư tử nhà ngươi đó. Chuyện gì? Vô rắp đọc đi. Con này ly vậy, vô đọc đi còn chữa lại nữa. Bọn nó nói mày á là tiểu thiếp mà đòi lật đổ chính thê, mà bổn cung nghĩ nha, chắc chắn là tiểu tiền tỳ nhà ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức mà công khai lật đổ một người có thế lực như Thi Trang, đúng không nè? Thôi kệ đi. Mày mà kệ được thì mày cũng đâu có chuyển trường làm cái gì. Rồi mày coi mày đang viết cái gì đó. Thưa cô, cho em xin ra ngoài xíu ạ. Ừ, đi đi. Các em có 5 phút để chuẩn bị. Sau 5 phút cô sẽ gọi các em lên đây để hỏi những câu hỏi liên quan tới bài giảng hôm nay. Nhật Đông đâu rồi? Dạ thưa cô, Nhật Đông xin nghỉ một tiết vì nhà có việc ạ. Công việc? Thằng nhóc này, chuyên gia trốn tiết của tôi. Đợi đó, từ từ rồi tôi tính. Đông, chút nữa là quên rồi. À, cảm ơn nha. Ừ, không có gì hết. Còn nhớ đường về nhà mình không? Đương nhiên, Đông nghĩ sao mà mình quên được. À, nãy Hạ có nhắn tin cho mình, nói dì Lan nấu nhiều món ngon lắm, xíu mình phải qua sớm á. Ừ. Ừ.
Thôi mình về nha. Ừ. Thi Trang không phải như vậy mà. Không làm tại sao không giải thích? Lợi ích gì? Một học sinh mới chuyển trường, được thầy chủ nhiệm chú ý, còn có tin đồn qua lại với lớp trưởng. Bạn nghĩ lời nói của tôi đáng tin hả? Vậy nếu Thi Trang không lên tiếng, để mặc mọi chuyện, thì sẽ như thế nào hả? Vậy sẽ có người lên tiếng thay cho tôi mà, đúng không? Tôi cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng.